Giêsu nói với rằng: Chính anh em là muối cho đời. Muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn lồi lại để dưới cái thùng, nhưng được đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy người ta làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa. Trước hết con xin kính chào quý cha, quý cô, ông bà, anh chị em. Khi trời mưa này thôi khỏi giảng ấy. Nhờ vâng lời cha quản hạt, chúng con xin có đôi tâm tình với quý ông bà, anh chị em, công đoàn phục vụ trong đại lễ Thánh An Tôn hôm nay. Nếu chúng ta tin vào tình thương của Thiên Chúa thì trời mưa hay trời nắng, đó là việc của Thiên Chúa. Còn tâm tình của chúng ta trong giây phút này, đó là tâm tình của những con người, con niềm tin. Vì chính niềm tin mà chúng ta quy tụ nơi đây, dù trời mưa hay trời nắng, dù lúc đẹp trời hay lúc không đẹp trời, chúng con vẫn tin vào Chúa. Bây giờ thì mưa to này. Con vừa nói, dù trời mưa hay trời nắng, chúng ta có yêu Chúa không? Vẫn yêu. Và cuộc sống của người Kitô hữu của chúng ta, thưa anh chị em, cũng thế thôi. Có những lúc chúng ta gặp bình an, chúng ta vẫn tạ ơn Chúa. Và kể cả khi chúng ta gặp những thử thách gian nan trong cuộc sống của chúng ta vẫn vững niềm trông cậy. Và đấy là nét đẹp của người Kitô giáo chúng ta. Không phải chúng ta yêu Chúa lúc trời nắng trời đẹp đâu, mà kể cả những lúc mà chúng ta đối diện với những khó khăn, những thử thách, chúng ta vẫn tin cậy vào Chúa. Hôm nay chúng ta đi với anh chị em giáo họ Thánh An Tôn để chúng ta cùng với anh chị em giáo họ Thánh An Tôn tạ ơn Thiên Chúa. Và chúng ta mang tâm tình của những con người con niềm tin vào Thiên Chúa. Và với Thánh An Tôn, thưa quý ông bà, Thánh An Tôn thì có nhiều, với các nước thì có các cái tên gọi khác nhau. Ngài sinh tại Bồ Đào Nha thì gọi là Antonio. Còn ở Nam của chúng ta thì gọi là Thánh An Tôn. Các ông bà của chúng ta ngày xưa thì gọi là Thánh An Tông. Và chúng ta gọi ông Thánh An Tôn là đứng hay làm phép lạ. Nhưng mà đổi chúng ta biết rằng và xác tín lại, tất cả những phép lạ của các thánh là cái nguồn gốc đến chính từ ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa. Các thánh là những người truyền cầu cùng Chúa những lời
mà chúng ta dâng lên Thiên Chúa, các Ngài chuyển đến chính đứng chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa. Và Thiên Chúa qua các thánh ban ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa cho chúng ta. Cho nên Thánh An Tôn là một trong những vị thánh rất được Chúa yêu mến, và Ngài đã được Chúa ban những ơn rất đặc biệt. Và trong cuộc đời của Thánh An Tôn, Ngài đã làm rất nhiều những phép lạ cả thể. Sau 30 năm cái chết của ông Thánh An Tôn, năm 1263, khi mà cải táng Thánh An Tôn để đưa thi hài của Ngài về một vương cung được Thánh An Tôn, thì trong cuộc cải táng đó, khi đào hầm mộ của Thánh An Tôn lên thì thi thể của Ngài đã phân hủy. Nhưng có một điều đặc biệt là cái lưỡi của Thánh An Tôn vẫn còn nguyên. Và hiện tại, tại thành phố Padova, Vương cung Thánh đường Thánh An Tôn, ngày hôm nay, lưỡi của Thánh An Tôn vẫn còn được lưu giữ ở phía đầu nhà thờ Vương cung Thánh đường Thánh An Tôn. Và khi cải táng ngôi mộ của Thánh An Tôn lên, thì chính Thánh Bonaventura là người chịu trách nhiệm trong cái cuộc cải táng đó, đã hôn kính cái lưỡi của ông Thánh An Tôn. Và Ngài hôn kính với một tất cả một cái tình yêu, bởi chính cái lưỡi này đã ca tụng Thiên Chúa, và bởi chính cái lưỡi này đã lôi kéo biết bao nhiêu những tâm hồn tội lỗi trở về với Thiên Chúa. Và chính Thiên Chúa quyền năng đã gìn giữ cái lưỡi này. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy rất là lạ lùng. Nhưng mà chúng ta nhìn qua những biến cố như thế, để rồi chúng ta thấy phép lạ được xảy ra trong cuộc đời của con người chúng ta khi chúng ta biết lắng nghe lời Thiên Chúa. Quả thực ngày hôm nay trời hơi mưa, nhưng mà anh chị em chúng ta thấy, nếu như nhìn vào các pho tượng của các thánh thì không, theo con nhá, không một bức tượng nào đẹp bằng bức tượng ông Thánh An Tôn. Quý ông bà anh chị em cứ chiêm ngắm và nhìn lên ông Thánh An Tôn mà coi. Cái miệng của Ngài rất là đẹp, ánh mắt hiền lành, đơn sơ, và khuôn mặt khả ái đầy cái tâm tình yêu mến. Và một trong những điểm mà làm lên vị Thánh An Tôn mà được rất là nhiều người yêu mến, chúng ta thấy ông Thánh An Tôn luôn chiêm ngắm Chúa Giêsu hài nhi, và Ngài bưng trên tay cuốn Kinh Thánh. Một tâm hồn trẻ thơ lắng nghe lời Thiên Chúa, một tâm hồn trẻ thơ luôn biết kết hiệp mật thiết với lời của Thiên Chúa. Và với một tinh thần trẻ thơ, Thánh An Tôn làm mọi việc trong một thái độ khiêm nhường và tự hạ. Một vị thánh được giao những công việc là quét nhà, rồi rửa son, rửa bát, bình thường làm vui vẻ. Và đấy là một cái thái độ mà ngày hôm nay mỗi người chúng ta được mời gọi trong thánh lễ hôm nay, theo Chúa với một tâm hồn đơn sơ, bước theo Chúa biết lắng nghe lời của Thiên Chúa. Và chắc chắn một người nào khi bước với một tâm hồn đơn sơ, với một tâm lòng yêu mến lời Chúa, say mê lời Chúa, họ cũng sẽ làm được những việc cả thể. Thánh An Tôn là như thế, Ngài kết hiệp với Chúa Giêsu hài nhi bé nhỏ đơn sơ, và hằng suy ngẫm lời của Chúa Giêsu. Và của chúng ta cũng vậy, anh em là ánh sáng, là muối cho đời. Đời sống của một người Kitô hữu nếu như luôn thắp sáng bằng một niềm tin,
sáng bằng cái chất của người Kitô giáo, ánh sáng tin mừng sẽ tỏa lan. Và muối mà chúng ta ướp vào trong tâm hồn chất chứa một tình yêu, một đời sống dấn thân, một đời sống quên mình. Những điều cả thể sẽ diễn ra trong đời sống của chúng ta. Thánh Antôn đã được Chúa yêu mến và Ngài đã được Chúa trao rất là nhiều những ân sủng để Ngài kêu mời những tâm hồn tội lỗi trở về với Chúa, thay đổi lòng người và gọi con người đến gặp gỡ Thiên Chúa. Thì chính chúng ta ngày hôm nay khi tham dự thánh lễ rất đặc biệt chiều nay, chúng ta nhìn lên vị thánh mà chúng ta cùng toàn thể giáo hội tôn kính. Chúng ta được mời gọi chính đời sống của mỗi người chúng ta yêu mến Thiên Chúa, yêu mến giáo hội bằng một thái độ khiêm tốn, đơn sơ, say mê lời Chúa. Và chắc chắn qua những việc làm như thế, ánh sáng, tin mừng và tình yêu của Chúa lan tỏa nơi chính cuộc sống, nơi chính đời sống của mỗi người chúng ta. Nguyện xin Thánh Antôn Padova cho mỗi người chúng con luôn tín thác vào Chúa và biết thắp lên cho cuộc đời đầy tin yêu và hy vọng. Amen.